Giá xe Toyota Fortuner 2022 tháng 11 đồng loạt tăng giá, cao nhất lên tới 42 triệu đồng. Kể từ đầu tháng 11 năm 2022, mẫu SUV 7 chỗ Toyota Fortuner phiên bản nhập khẩu và lắp ráp trong nước đều sẽ đồng loạt tăng giá với mức tăng lên tới 42 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 11, Toyota Việt Nam đã công bố thông tin phiên bản Fortuner 27 AT 4x2 và Fortuner 27 AT 4x4 được trang bị thêm một số tính năng an toàn gồm hệ thống camera quanh xe 360 Panoramic View, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, cùng với hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau giờ CTA. Với việc được nâng cấp các trang bị trên, hai phiên bản nhập khẩu của Toyota Fortuner đã được điều chỉnh giá niêm yết với mức tăng 42 triệu đồng. Giá bán hiện tại lên mức lần lượt là 1.229, 1,319 triệu đồng. Đáng chú ý, các phiên bản lắp ráp trong nước của Toyota Fortuner, dù không có bất kỳ nâng cấp nào cũng bị điều chỉnh giá bán, với mức tăng 11 triệu đồng. Giá bán mới dao động từ 1 tỷ 026 triệu đồng đến 1 tỷ 470 triệu đồng. Như vậy, đây sẽ là lần thứ hai trong năm nay mẫu xe Toyota Fortuner 2022 được nâng cấp mới. Lần nâng cấp đầu tiên vào tháng 5 năm 2022 chỉ dành cho các phiên bản động cơ diesel 2.4L và diesel 2.8L, xe được lắp ráp trong nước với một số trang bị tiện nghi như loa JBL, xa không dây và điều hòa tự động hai vùng độc lập. Ngoài những nâng cấp mới lần này, Cả hai phiên bản Toyota Fortuner 2.7L 4X 2AT và Toyota Fortuner 2.7L 4X 4AT vẫn giữ nguyên các trang bị đã có trước đây. Với giá bán mới, Toyota Fortuner 2022 có thể sẽ gặp trở ngại về doanh số trước các đối thủ trong phân khúc như Ford Everest (1.099 triệu đến 1.452 triệu đồng), Hyundai Santa Fe (1.055 triệu đến 1.375 triệu đồng), Kia Sorento. 1 tỷ 119 triệu đến 1 tỷ 299 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport, 1 tỷ 110 triệu đến 1 tỷ 365 triệu đồng. Hay Isuzu Mu X trong nhóm SUV trên CUV 7 chỗ, 900 triệu đến 1 tỷ 190 triệu đồng. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, doanh số bán của Toyota Fortuner tại Việt Nam, chỉ đạt 5697 xe và không còn là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam nữa. Sau đây là giá bán mới của Toyota Fortuner 2022 tại Việt Nam. Phiên bản Fortuner 2.7 AT 4x2 giá 1 tỷ 229 triệu đồng tăng 42 triệu đồng. Phiên bản Fortuner 2.7 AT 4x4 giá 1 tỷ 319 triệu đồng tăng 42 triệu đồng. Phiên bản Fortuner 2.4 MT 4x2 giá 1 tỷ 026 triệu đồng tăng 11 triệu đồng phiên bản Fortuner 2.4 AT4X2 giá 1 tỷ 118 triệu đồng tăng 11 triệu đồng. Phiên bản Fortuner 2.4 AT4X2 Legender giá 1 tỷ 259 triệu đồng tăng 11 triệu đồng. Phiên bản Fortuner 2.8 AT4X4 giá 1 tỷ 434 triệu đồng tăng 11 triệu đồng. Phiên bản Fortuner 2.8 AT4X4 AT Legender giá 1 tỷ 470 triệu đồng tăng 11 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.